Top 3 chiếc điện thoại có mức giá rẻ nhất trên marketing game PUBG. Comment đầu tiên trong danh sách hôm nay của chúng ta đó chính là con Realme Q5 Pro. Em này sẽ có con chip Snapdragon 870, kèm theo đó chúng ta có bộ nhớ RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 256GB, thoải mái cho anh em lưu trữ. Tiếp tục tới với cái màn hình 6.62 inch, tấm nền AMOLED, tần số quét lên tới 120Hz và sẽ có hỗ trợ công nghệ HDR10+. Ngoài ra em này là một con máy cực kỳ trâu, có pin 5000mAh và công suất sạc lên tới 80W cùng với công nghệ bảo mật vân tay trong màn hình. Sự lựa chọn tiếp theo để anh em có thể chiến marketing game PUBG đó chính là con K50 Pro. Đầu tiên thì cấu hình của em này sẽ có con chip Dimensity 9000, 4nm và bộ nhớ RAM là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Ngoài ra con này còn có một cái tấm nền màn hình OLED, tần số quét là 120Hz, sẽ có độ phân giải là 1080x2400 pixel và kích thước của nó sẽ là 6.67 inch cùng với tấm kính cường lực Gorilla Glass Victus. Pin của em này cũng sẽ là 5000mAh và sạc nhanh là 120W, cực kỳ khủng khiếp. Và con máy cuối cùng trong danh sách của chúng ta đó chính là con Xiaomi Mi AX. Con máy này từng là một con máy dòng cao cấp của Xiaomi, thế nên nó có rất nhiều thứ hoàn hảo. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.28 inch, khá là vừa vặn cho anh em là tay nhỏ. Tấm nền của em nó sẽ là tấm nền AMOLED và tần số quét là 120Hz. Con này sẽ có công nghệ hỗ trợ là Dolby Vision HDR10+ và con chip của em nó được trang bị là con chip Snapdragon 870. Ngoài ra em này còn có khá nhiều công nghệ hay ho. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc tới công nghệ bảo mật vân tay trong màn hình và củ sạc 67W, pin 4500mAh, tấm kính cường lực Gorilla Glass Victus khá là bền cho anh em sử dụng. Mình đánh giá thì con máy này khá là toàn diện. Ngoài màn hình đẹp, cấu hình ngon, sạc nhanh thì con này còn có một cái ngoại hình cực kỳ sang trọng. Vậy anh em nghĩ sao về ba con máy mình vừa kể trên? Nếu là anh em sẽ chọn con nào để chiến marketing game? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Top 3 chiếc máy giá học sinh sinh viên chiến marketing game liên quân mobile. Con máy đầu tiên trong danh sách của mình đó chính là con Realme GT Neo 2. Con này sẽ sở hữu con chip Snapdragon 870. Sức mạnh con này thì không chỉ game liên quân nó có thể marketing mà có thể chơi được PUBG với một mức setting khá là ok. Ngoài cái cấu hình ngon trong tầm giá thì con này còn có rất nhiều thứ khiến cho anh em có một trải nghiệm tốt hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tấm nền AMOLED tần số quét là 120Hz và sẽ có công nghệ hỗ trợ là HDR10+. Độ sáng của em này khá là tốt là 1300 nit và kích thước màn hình là 6.62 inch Full HD+. Và pin của em nó sẽ là 5000mAh, hỗ trợ công suất sạc lên tới 65W, giúp cho anh em chơi game thoải mái 4-5 tiếng mà không lo hết pin. Ngoài ra em này còn có cụm loa kép cực kỳ là chất lượng, giúp cho trải nghiệm chơi game của anh em trở nên sống động hơn. Con máy tiếp theo trong danh sách đó chính là con Redmi K40S. Con này thì cực kỳ ngon trong tầm giá. Chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 870. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái tấm nền màn hình là 6.67 inch Super AMOLED 120Hz và pin của nó sẽ là 4500mAh, hỗ trợ công suất sạc lên tới 67W. Con này thì được rất nhiều anh em đánh giá nó là một con máy chơi game cực kỳ ngon, giá thì lại khá là học sinh sinh viên. Âm thanh của con này cũng cực kỳ ngon khi chúng ta sẽ có loa kép giúp cho anh em trải nghiệm chơi game sống động hơn. Và ngoài ra con này còn có khả năng chống nước IP53 nữa. Và con máy cuối cùng trong danh sách hôm nay của mình đó chính là con Redmi K60e. Con này sẽ xịn hơn hẳn hai con vừa rồi. Chúng ta sẽ được trang bị con chip Dimensity 8200, kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái tấm nền màn hình OLED, kích thước màn hình sẽ là 6.67 inch và tần số quét sẽ là 120Hz. Ngoài ra chúng ta sẽ có công nghệ hỗ trợ là Dolby Vision HDR10+, độ sáng sẽ là 1200 nit và viên pin của em nó sẽ là 5500mAh, cực kỳ trâu và hỗ trợ công suất sạc lên tới 67W. Con này thì mình đánh giá nó là con máy toàn diện nhất trong ba con vừa rồi. Vậy anh em nghĩ sao về ba con máy này? Anh em sẽ chọn con nào để chiến marketing game liên quân mobile hoặc là một số game khác giống như PUBG? Hãy lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Top 3 máy giá rẻ và chip khỏe nhất trong năm 2023. Con máy đầu tiên đó chính là con Redmi Note 11T Pro. Chúng ta sẽ có con chip Dimensity 8100, cực kỳ ngon trong tầm giá khoảng 4 triệu đồng. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.67 inch, tấm nền IPS và tần số quét của nó lên tới 144Hz và cũng sẽ có hỗ trợ công nghệ HDR10. Bộ nhớ RAM tiêu chuẩn sẽ là 6GB và bộ nhớ trong là 128 và pin của em nó sẽ là 5000mAh, hỗ trợ công suất sạc lên tới 67W. Nói sâu hơn về cấu hình của em này thì chúng ta có thể chơi PUBG Mobile, Liên Quân Mobile hoặc là một số game khác khá là thoải mái cho anh em chiến game với tầm giá khoảng 4 triệu đồng. Tiếp theo đó chính là con Redmi K40 Gaming. Nghe tên máy thôi là chúng ta có thể biết được rằng cấu hình con này nó sẽ ngon như thế nào. Con chip của em nó sẽ là con chip Dimensity 1200 và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.67 inch tấm nền OLED, tần số quét sẽ là 120Hz và sẽ có hỗ trợ công nghệ HDR10. Bộ nhớ RAM tiêu chuẩn sẽ là 6GB hoặc sẽ có bộ nhớ RAM cao hơn là 12GB hoặc 8GB. Bộ nhớ trong là 128 hoặc là 256 và pin của em nó sẽ là 5065mAh và hỗ trợ công suất sạc lên tới 67W. Bởi vì con máy này nó chuyên game nên nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều trong mảng chơi game. Vậy nên anh em có thể thoải mái chiến các tựa game mà anh em yêu thích giống như là PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile một cách mượt mà không cần lo nghĩ về đến cấu hình của em này. Hơn nữa con này là dòng máy gaming nên nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi game rất là thoải mái. Con máy cuối cùng là một con máy bố lão trong dòng cao cấp của Xiaomi, đó chính là con Xiaomi Mi 9. Em này thì được trang bị con chip Snapdragon 855, cực kỳ ngon trong tầm giá khoảng hơn 3 triệu. Cái màn hình 6.39 inch, tấm nền Super AMOLED. Camera chính của em nó sẽ có độ phân giải là 48MP và camera trước là 20MP. Và pin của em nó sẽ là 3300mAh, hỗ trợ công suất sạc lên tới 27W. Để mà đánh giá tổng quan về em này thì mình cảm thấy con này là một con máy có mức giá rẻ, cấu hình ngon. Tuy nhiên là pin của nó sẽ hơi thấp và công suất sạc cũng chưa ngon, chỉ 27W thôi. Và đó là ba con máy giá rẻ có cấu hình cực ngon trong năm 2023. Vậy anh em nghĩ sao về ba con máy này? Nếu mà là anh em sẽ chọn con nào để có cái cấu hình ngon nhất? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Top 3 con máy ngon nhất trong tầm giá 3 triệu. Đầu tiên chính là em Xiaomi Mi 9. Chúng ta sẽ có một cái màn hình Super AMOLED với kích thước là 6.39 inch Full HD+ cùng với tấm kính cường lực Gorilla Glass hệ thứ 6
màn hình là DCI P3 HDR10. Camera chính của nó thì là 48 MP, 12 MP và 16 MP. Cam trước là 20 MP. Nó được trang bị con chip Snapdragon 855, RAM là 4GB hoặc là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Tuy nhiên viên pin hơi thấp một chút, chỉ có 3300mAh và hỗ trợ công suất sạc 27W. Con này thì mình thấy mỗi cái pin hơi nhỏ, chứ mà để chiến game thì vẫn ngon lắm anh em ạ. Top 2 là con Xiaomi Note 12 chính hãng. Em này thì vừa mới được ra mắt nên nó sẽ có rất nhiều điểm cải tiến. Ví dụ như là một cái màn hình 6.67 inch tấm nền AMOLED, tần số quét khá là lớn là 120Hz, độ sáng thì là 1200 nit. Camera khá là ngon, 50MP, 8MP và 20MP cho camera chính. Camera trước thì là 13MP. Em này thì được chạy trên con chip là Snapdragon 685, 6nm khá tiết kiệm pin. RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Pin khá là trâu, 5000mAh và hỗ trợ công suất sạc là 33W. Nó sẽ phù hợp cho anh em dùng ở các tác vụ cơ bản, chơi game nhẹ nhàng hoặc là anh em chạy Grab thì con này khá là ngon. Đến với con máy cuối cùng, con này nó còn dưới 3 triệu cơ. Đó là con Redmi 10X hay còn gọi là con Redmi Note 9. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.53 inch Full HD Plus. Con này thì là màn LCD và camera sau của nó là 48MP, 8MP. Tổng cộng con này có hẳn 4 cái camera sau và cam trước của nó là 13MP. Con này thì đang được chạy trên con chip là con Helio G85. RAM của em này thì là 4GB, bộ nhớ trong là 128. Pin khá là trâu, 5020mAh, công nghệ sạc là Quick Charge 3.0. Con này thì mình thấy phù hợp cho anh em sử dụng làm máy phụ hoặc cũng có thể để chạy Grab khá là ngon. Vậy anh em nghĩ sao về ba con máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé.